Thưa quý vị, đề cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trước đám đông cử tri ủng hộ tại thành phố Wilmington, tiểu bang Bắc Carolina, đã chỉ trích gây gắt tình hình nền kinh tế hiện tại dưới sự điều hành của chính quyền Biden-Harris, cũng như cam kết nhiều chính sách kinh tế nhằm cải thiện tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nhanh chóng nếu ông đắc cử vào tháng 11 tới. Quý vị có tin tưởng được những gì họ đã làm không? Ông Trump nhắc nhở cử tri vào hôm 21 tháng 9, đồng thời cam kết chắc chắn rằng nếu ông đắc cử vị trí tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, giá cả các mặt hàng thiết yếu trong gia đình sẽ bắt đầu giảm mạnh. Thực phẩm và tiền thuê nhà sẽ không còn khiến quý vị khốn khổ nữa và quý vị sẽ tiết kiệm được hàng ngàn đô la vào cuối năm. Ông Trump nói, chúng ta sẽ giảm chi phí năng lượng xuống 50% trong một năm, chúng ta chắc chắn sẽ cắt giảm một nửa, Điều đó nghĩa là những cử tri trẻ tuổi sẽ lại một lần nữa có khả năng vay mượn một khoản thế chấp hay sở hữu một căn nhà. Nhưng bà Harris tự do cấp tiến đã tạo ra một nền kinh tế tồi tệ nhất trong thời đại mà quý vị đang sống, ông Trump chỉ trích. Theo lời ông Trump, bà Harris đang cam kết một cuộc chiến chống lại ngành năng lượng Hoa Kỳ. Những ngày sau khi họ đắc cử, giá năng lượng của quý vị sẽ tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba, ông Trump cảnh báo. Các doanh nghiệp nhỏ sẽ phải chi trả mức thuế suất cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ chỉ với một nhiệm kỳ tổng thống của bà Harris, ông Trump nói. Tất cả những chính sách này đang khiến các nhà máy điện đóng cửa và cấm xe hơi và xe tải chạy bằng xăng dầu lưu thông ông Trump nhận xét. Chúng ta muốn công nghệ mới, chúng ta muốn xe hơi chạy cả xăng lẫn điện, chúng ta muốn rất nhiều thứ trong kế hoạch kinh tế của Trump. Chúng tôi sẽ cắt giảm một nửa chi phí năng lượng của quý vị và quý vị hoàn toàn có thể tức giận tôi nếu chúng tôi không thực hiện được điều này trong vòng 12 tháng. Ông Trump bổ sung rằng, nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của ông sẽ tập trung cắt giảm lạm phát, cắt giảm lãi suất và các giảm chi phí vay thế chấp điển hình xuống còn 1.000 Mỹ Kim mỗi tháng. Ông cũng hứa hẹn sẽ cắt giảm thuế cho người lao động, không thu thuế trên thu nhập từ tiền boa hay thu nhập làm thêm giờ và không thu thuế trên các khoản phúc lợi an sinh xã hội cho người cao tuổi. Chúng tôi sẽ áp đặt một mức trần tạm thời cho lãi suất nợ thẻ tín dụng là 10%, ông Trump cho biết. Mức trần 25% và 30% đó là điều điên rồ. Ông Trump tin rằng một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến ông được nhiều thành viên thuộc nghiệp đoàn Teamster ủng hộ là do kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực kinh tế. Điều này bất chấp việc nghiệp đoàn này chưa từng công khai ủng hộ bất kỳ đề cử viên tổng thống nào, mặc dù ước tính có khoảng 60% thành viên của nghiệp đoàn đã bỏ phiếu cho ông Trump trong những cuộc bầu cử trước đó. Ông Trump nhắc nhở, tháng trước, người lao động sinh ra tại Hoa Kỳ đã mất 1,3 triệu việc làm, trong khi đó, những di dân nhập cư đã có thêm ít nhất 635.000 việc làm, thậm chí có thể lên tới 1,3 đến 1,4 triệu việc làm nhưng đảng cộng hòa là một đảng lý trí ông trump nhắc lại những chính sách ủng hộ di dân nhập cư hợp pháp có trí tuệ của đảng cộng hòa từ trước đến nay thậm chí chủ tịch cục dự trữ liên bang jerome powell đã tuyên bố trong tuần này rằng những người di cư tràn qua biên giới là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên và tăng lên nhanh chóng để giành lấy công việc của quý vị ông trump trích lời ông cũng cảnh báo thêm rằng dưới sự điều hành đất nước của chính quyền hiện tại những người lao động trong ngành ô tô sẽ mất việc làm vì tất cả xe hơi điện sẽ được sản xuất tại trung quốc Ngược lại, ông Trump cam kết, dưới thời của tôi, chúng ta sẽ vẫn sản xuất xe hơi chạy bằng xăng vì chúng có khả năng đi xa hơn. Chúng ta sẽ khiến cho ngành sản xuất ô tô của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ khiến ngành công nghiệp sản xuất ô tô hồi sinh. Ứng cử viên đảng Cộng hòa ông Donald Trump tuyên bố sẽ không tranh cử tổng thống năm 2028 nếu ông thua trong cuộc bầu cử năm nay. Không, tôi sẽ không làm vậy. Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra, Ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa ông Donald Trump nói khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn rằng liệu ông có tái tranh cử sau 4 năm nữa nếu ông không thành công trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm nay hay không. Hy vọng chúng tôi sẽ thành công. Ông Trump nói về cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Ông Donald Trump cũng cho biết còn quá sớm để trao đổi về bất kỳ vị trí nào trong nội các của ông ở Tòa Bạch Ốc nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay ông trump đang trong cuộc đua khốc liệt với phó tổng thống mỹ ứng viên tổng thống đảng dân chủ kamala harris các cuộc thăm dò cho thấy hai ứng viên đang bám đuổi xích sao ở các bang chiến trường quan trọng có khả năng quyết định người chiến thắng ông trump từng cảnh báo nền kinh tế mỹ sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu ông không trở lại tòa bạch ốc vào năm tới ông cho biết điều duy nhất giữ cho nền kinh tế khởi sắc là những gì chúng ta đã đạt được dưới thời chính quyền trump Ông nói thêm rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden, lạm phát cao đã hủy diệt hoàn toàn sức mua của người tiêu dùng. Ông Trump cũng tuyên bố nếu đảng Dân Chủ thắng cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, nước Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị kéo vào Thế chiến thứ ba. Ông cho rằng vị thế của Tổng thống Biden là không vững chắc trong việc giải quyết các xung đột ở Ukraine và Gaza. Trong khi đó, Tổng thống Biden nói rằng nếu đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, họ có thể tuyên bố đã cứu được nền dân chủ của Mỹ. Ông Biden cũng chỉ trích những phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump khi cho rằng người nhập cư bất hợp pháp đang đầu độc nước Mỹ. Ông Biden cáo buộc người tiền nhiệm lợi dụng chính phủ để trả thù và trừng phạt đối thủ của mình. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất của CNN, Phó Tổng thống Kamala Harris giành được 50% sự ủng hộ, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump giành được 47%. Mặc dù không có người dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ cách biệt trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất, nhưng kết quả cho thấy có sự thay đổi nhỏ có lợi cho bà Harris so với cuộc thăm dò trước đó. Trong cuộc thăm dò trước cuộc tranh luận của hai ứng viên tổng thống, tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Harris là 49%, còn ông Trump là 48%. Một cuộc thăm dò ý kiến khác của NBC News cho thấy bà Harris nhận được 49% sự ủng hộ so với 44% của ông Trump, mức ủng hộ thấp nhất dành cho cựu tổng thống trong bất kỳ cuộc thăm dò nào của CNN kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc hồi cuối tháng 7. Phó Tổng thống Kamala Harris hôm thứ Bảy cho biết bà sẵn sàng tham gia một cuộc tranh luận lần thứ hai với cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 10 trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Jen O'Malley Dillon. Chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Harris và ứng cử viên phó tổng thống Tim Walz đã xác nhận rằng bà Harris đã chấp nhận lời mời từ CNN tham gia tranh luận vào ngày 23 tháng 10, tức chưa đầy 2 tuần trước ngày bầu cử. Tôi sẵn lòng tham gia cuộc tranh luận lần thứ hai vào ngày 23 tháng 10, hy vọng ông Donald Trump sẽ tham gia, bà Harris viết trên X. Đây không phải lần đầu đội ngũ của Harris đề xuất một cuộc tranh luận khác ngay sau khi Harris và ông Trump tham gia cuộc tranh luận do ABC News tổ chức đầu tháng này, O'Malley Dealen đã khẳng định rằng Harris sẵn sàng đối mặt với ông Trump lần nữa. Tuy nhiên, khi bà Harris đang thu hút hàng triệu đô la cho chiến dịch tranh cử, ông Trump đã từ chối đối mặt với bà một lần nữa. Trên mạng xã hội Truth của Trump Media and Technology Group, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa đã tuyên bố rằng sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba hôm thứ bảy người phát ngôn của chiến dịch trump đã dẫn lại bài đăng trên Social của ông khẳng định sẽ không có tranh luận thứ ba bà ấy đã làm một cuộc tranh luận ông trump phát biểu tại một cuộc vận động ở wilmington north carolina hôm thứ bảy tôi đã làm hai quá muộn để làm thêm cuộc nào nữa tôi rất muốn theo nhiều cách nhưng đã quá muộn rồi các phiếu bầu đã được bỏ Cuộc tranh luận đầu tiên năm 2024 của ông Trump là đối đầu với tổng thống hiện tại Joe Biden. CNN đã tổ chức sự kiện này vào tháng 6, nhưng ông Biden đã gặp khó khăn trên sân khấu tranh luận. Nhiều nhà tài trợ Đảng Dân chủ tỏ ra lo ngại về triển vọng của ông Biden và một số thành viên quốc hội thuộc Đảng Dân chủ đã kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua. Đến tháng 8, bà Harris nhận đề cử tổng thống tại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ. Ông Donald Trump không nên có vấn đề gì khi đồng ý với cuộc tranh luận này. O'Malley đều là nhấn mạnh, đây là cùng định dạng và cách thức như cuộc tranh luận của CNN mà ông ấy đã tham gia và tuyên bố mình thắng vào tháng 6 khi ông ấy từng ca ngợi người dẫn chương trình, quy tắc và lượng người xem của CNN. Thị trưởng một thành phố có đa số dân cư theo đạo hồi tại Michigan tuyên bố ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, gọi cử nguyên thủ quốc gia là lựa chọn đúng đắn cho thời điểm quan trọng này. Ông Amer Ghalib, thị trưởng ngoại ô Detroit, Hamtramck đã công bố sự ủng hộ của mình đối với ông Donald Trump trong một bài đăng trên Facebook hôm chủ nhật, mặc dù thừa nhận ông và ông Trump không đồng quan điểm về mọi thứ, nhưng ông coi cựu tổng thống là một người có nguyên tắc. Mặc dù triển vọng có vẻ tốt, ông ấy có thể thắng hoặc không thắng cuộc bầu cử và trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, nhưng tôi tin rằng ông ấy là lựa chọn đúng đắn cho thời điểm quan trọng này. Ông Galit viết bằng tiếng Ả Rập trên trang Facebook của mình. Tôi sẽ không hối tiếc về quyết định của mình bất kể kết quả ra sao và tôi sẵn sàng đối mặt với hậu quả. Vì lý do này và nhiều lý do khác, tôi công bố sự ủng hộ và tán thành của mình đối với cựu tổng thống và hy vọng là tổng thống tương lai của Hoa Kỳ Donald Trump. Ông nói thêm, giờ đây hãy để đoàn lửa hành bắt đầu cuộc hành trình, đây chỉ là điểm khởi đầu. Ông Trump đã đăng lại thông điệp của ông Galit trên tài khoản True Social của mình. Sự ủng hộ của ông Galit đối với Trump diễn ra sau cuộc gặp riêng kéo dài 20 phút giữa hai người tại Flint vào đầu tuần này. Ông Galit nói với tờ Detroit News rằng Trump đã biết rất nhiều về tôi trước cuộc gặp. Chúng tôi đã thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm các cuộc tranh luận, cập nhật tham dò ý kiến, thống kê phiếu bầu ở Michigan và quận Wayne, mối quan tâm của người Mỹ gốc Ả Rập và đặc biệt là người Mỹ gốc Yemen. Chúng tôi cũng đã nói về tình hình ở Yemen, ông Galit cho biết. Ham Trebek là thành phố duy nhất ở Hoa Kỳ được điều hành hoàn toàn bởi người Hồi giáo, với hơn 40% dân số thành phố là người sinh sống ở nước ngoài. Một chuyến bay của hãng hàng không JetBlue đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Kansas vào tối thứ Bảy sau khi phi công nhận được cảnh báo về khói trong khoang hàng hóa, khiến một số hành khách hoảng sợ đến rơi nước mắt. Chuyến bay xuyên quốc gia khởi hành từ phi trường John F Kennedy ở New York dự định đến San Diego nhưng đã phải chuyển hướng đến Salina Kansas vào khoảng 6 giờ 30 phút tối. Sau đó, hãng JetBlue xác nhận đây chỉ là báo động giả. Phát ngôn viên của JetBlue cho biết, chuyến bay JetBlue 1189 đã chuyển hướng đến Salina, Kansas khi phi công nhận được cảnh báo có thể có khói trong khoang hàng hóa. Máy bay đã hạ cánh an toàn mà không gặp sự cố. Sau khi kiểm tra, chúng tôi xác định rằng cảnh báo khói mà phi công nhận được là báo động giả. Theo dữ liệu từ Flight Radar 24 được KAKE đưa tin, máy bay đã hạ độ cao hơn 30.000 feet, khoảng hơn 9.000 mét trong chưa đầy 10 phút khi hạ cánh xuống phi trường. Trong khi máy bay Airbus A320 vẫn đang trên không, không khí căng thẳng và lo sợ bao trùm khoảng 130 hành khách trên chuyến bay. Hành khách Chef O'Dell kể lại với NBC News rằng phi công đã thông báo qua hệ thống liên lạc nội bộ về việc nhận được cảnh báo khói trong khoang hàng hóa. Một số hành khách cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn và chúng tôi đã hạ độ cao rất nhanh trước khi hạ cánh xuống phi trường cực kỳ nhỏ ở Salina, O'Dell nhớ lại, đồng thời cho biết chỉ có 10 phút từ lúc phi công thông báo đến khi máy bay hạ cánh. Dĩ nhiên mọi người bắt đầu hoảng loạn, Odell nói. Một số người đã khóc, đó là vài phút căng thẳng. Phi hành đoàn đã làm rất tốt trong việc nhanh chóng tổ chức mọi người và hiển nhiên khi chúng tôi đã xuống đất an toàn, ai nấy đều vô cùng nhẹ nhõm. Theo thông tin từ NBC News, trưởng tiểu đội cứu hỏa Salina, ông Derek Herzog cho biết không có vấn đề nghiêm trọng nào với máy bay, nhưng sự cố có thể liên quan đến hệ thống điện. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.